Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Gia Rẻ. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mô tô mới về nữa cho anh em. Địa chỉ vẫn là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, thành phố Giang, Bình Dương. Thì hôm nay mình sẽ quay một số dòng, ví dụ như là R15 sẽ quay full này, CBR và một số dòng xe mới về ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu cho mình Phong ạ. Xin chào anh em. Chắc đầu tiên là giới thiệu đến anh em mấy con R15 này trước. Mới về. Biển 84 Trà Vinh. Chạy được 9.466 cây. Con này vừa về luôn. Vừa về luôn. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 38 triệu. À, 38 triệu. 38 triệu. Rồi 15 thì tí nữa mình sẽ quay full cho anh em cứ theo dõi nha. Rồi. Con này CBR 150 này anh em. Con này nó là bản ABS. Biển số 47 của Đắk Lắk. Đi 20.000 cây. Con này sẽ để cho anh em là 40 triệu. 40 triệu. À 40 triệu. Con tiếp theo này thì nó Ligan. Là ở đâu? Dòng đúng rồi chứ nữa. Ligan 250. T-Win 250. T-Win 250 này thì nó là biển số Sài Gòn, đi có 4.000 cây thôi. Con này là hai máy này đúng không? À, hai máy. Thằng Mát 300 thì nó một máy. Đúng rồi. T-Win nó là hai máy thì con này sẽ để cho nhau một cái giá nó là 55 triệu. Con này anh em lại chuộng hơn Mát 300 rất nhiều. Mát 300 nó có máy à? Nó có một máy, con này hai ông xã. Hai máy thì con này tiếng nổ nó hay hơn. Nhưng mà nó bị hết bình. Ok. Rồi anh em mình vào trong. Nghe này. Bấm sau nhé. Chết bù gì à? Trưa nay anh mới nổ máy mà. Thôi, hôm nay có MT15 anh em. MT15 xe 2022, biển số 66 Đồng Tháp. Xe bọc keo Wincon. À, con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 54 triệu, đi 9.000 cây. Con Sunribe này thực tế là nó về đâu nó hết đó. Ít khi nằm ở cửa hàng lắm. Xe thì cực kỳ đẹp, đang bọc keo Wincon. Đẹp 9.000 nhưng mà còn hơi bị đẹp đấy. GZ mới về với CBR mới về nhưng mà để bên trên. Ok, tí nữa mình xin lên mình quay luôn. 54. Rất đẹp. 54 triệu. Ok. Rồi. Ở dưới này thì cái dòng 150 đang thế cả. Hai chiếc đâu? Chuyển lên trên. Lên đây cả. Ở dưới này chặt nó lại chuyển lên trên. CBR 150R cái xe mới chưa lăn bánh. Thì hiện tại cái bản HRC như thế này thì bên mình đang bán ở cái giá nó là 65 triệu bao VAT. Dòng này thì còn khá là nhiều. 65 triệu. Còn màu đỏ đen và đỏ đen nhám. Này. Bao nhiêu? Đỏ đen và đen nhám thì sẽ để cho anh em là 61 à? Triệu bao VAT. Đỏ đen này cũng là 61 này. Ok. CBR này mới về này. Đi 7.700 cây. Nó là biển số 64 của Vĩnh Long. Con này sẽ để cho anh em 51 triệu. 51 triệu. Đúng rồi. Cái con mà hôm qua anh em mình quay mà lúc chưa ráp là nào. Đúng rồi, chưa ráp lại. Rồi. Tiếp đến nữa là biển số 78 Phú Yên. Thì nó chạy được 23.000 cây. Có lên được chống đổ với bát đút gầm thì con này sẽ để cho anh em là 47 triệu. Không mấy. Nó là chiếc thấp tiền nhất hiện tại của cái mẫu 2022 này. Rồi, còn tiếp theo là biển số 69 Cà Mau. Đi 7.000 cây và chiếc này sẽ để cho anh em là 52 triệu. 52. Với cái mẫu này nếu mà anh em mua góp, anh em cứ chuẩn bị khoảng cứ 15-16 triệu là mình góp được. Rồi. Ở đây có biển số HRC 94 của Bạc Liêu. Hết bình. Đi 15.000 cây.
Thì con này sẽ để cho anh em là có cái giá nó là 48 triệu. Không cao. Rồi. Biển 94 Bạc Liêu tiếp. Nó dán tem chùm nguyên con. Con này sẽ để cho anh em là 52 triệu. 52. Đi 8.000 cây. Rồi. Thôi, màu đỏ đen này. Đỏ đen thì con này nó đi có 4.000 thôi. Biển Kiên Giang. Thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 51 triệu. 51 triệu. Được. Ok. Rồi CBR thì mình còn cái mẫu cũ 2019 2020 nữa. Biết ngay mà. Cái mùi nó lạ lạ. Đây à? Hả? Đây à? Đâu, nó sạc bình mà nó sạc quá, đầy quá. Nó ra cái mùi axit. Còn rẻ nhất của mẫu này con nào ta? Đây. Biển số Sài Gòn không ngay chủ 2018 mà sẽ để cho anh em là 33 triệu. 33 triệu. Đúng, 33 triệu tối không để bật đèn. Không được. Rồi. Còn tiếp theo nữa cũng là biển Sài Gòn nhưng mà nó ngay chủ. Giá 34 triệu. Trong ơi. Bình con kia xì rồi. Sạc lâu quá xì rồi. Còn tiếp theo này thì nó là biển Bình Phước 2020, nó là bản ABS. Và sẽ để cho anh em một cái giá nó là 43 triệu. 3 triệu. 3 triệu. Tiếp đến nữa thì chiếc này đã có sẵn hồ sơ. Anh em chỉ sẵn về đăng ký ra tên thôi. Nó là xe 2020. Đi 27.000 cây và sẽ để cho anh em là 39. Bật cho anh em mấy cái bóng đèn. Rồi con này nó là 2019. Biển số 66 Đồng Tháp. Con này sẽ để cho anh em là 39. Đi 28.000. Rồi, còn tiếp theo nữa biển 93 Bình Phước cũng chạy 27-28.000 và sẽ để cho anh em là 39 triệu. 39. Với cái mẫu này anh em trả trước khoảng 12 triệu có được. Bây giờ đến R15V3 ha. R15V3 thì cũng còn khá là nhiều. Bữa nay rẻ nhất là 35 và cao nhất vẫn là 47. Con đầu tiên nó là 2021 biển số Gia Lai. Đi 19.000 cây. Và sẽ để cho anh em là 40 triệu. Còn tiếp theo cũng là 2021 biển số 76 của Quảng Ngãi. Con này thì nó chạy có 6.000 thôi. Năm ngàn tám trăm cây. Con này thì sẽ để cho anh em là 44 triệu. 44 triệu. Biển 62 Long An. Ba mươi sáu triệu xe 2019. Chạy 45.000 cây. 45.000 cây. Ok. Rồi. Màu đen. Còn tiếp theo nữa là biển 49 Lâm Đồng. Nó là xe 2020 và đi được 11.000 cây và sẽ để cho anh em là 40 triệu. 40 triệu. Rồi, tiếp đến nữa. Biển số 67 An Giang. Con này chạy 8.000. 2020 sẽ để cho anh em là 41 triệu. 41. Còn bên kia là biển 82 của Kon Tum. 2018 chạy được 33.000 cây và sẽ để cho anh em là 35 triệu. Nó là con rẻ nhất. Rồi. Tiếp theo nữa cũng là biển 82 của Kon Tum. Con này 36 triệu. Xe 2019. Đi 35.000 cây. Rồi. Ok, bên này. Phía bên này. Con này biển số 68 của Kiên Giang. Biển số 6688. À đâu, 68899. Số rất đẹp. 37 triệu. Có mấy triệu? Đi 19.000 cây, xe 2019. Rồi. Rồi, có bên này. Còn tiếp theo nữa thì nó là xe đang rút hồ sơ. Con này thì chạy có 5.000 cây thôi. Và sẽ để cho anh em một cái giá nó là 41 triệu. Rồi. Còn tiếp theo thì nó là xe 2019. Con này nó lên bô xăng lửa.
để xem nó còn xăng không. Độ vô xăng lửa. Và con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 37 triệu. 37 triệu. Rồi. Tiếp okay. theo nữa vàng xám 2019 biển số 94 của Bạc Liêu chạy 23.000 cây. Thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 35 triệu. 35. Rồi. Còn vàng xám này thì sẽ để cho anh em là 41. Đi 15.000 cây. Biển số 68 của Kiên Giang có độ thêm vài món đồ chơi. Con này chống đổ ốc titan rồi đèn trợ sáng, tay thắng, tay côn rồi bô, nói chung cũng khá nhiều. Rồi, còn tiếp theo nữa là biển 84 của Trà Vinh. Đi 17.000. Con này sẽ để cho anh em là 38 triệu. 38. Rồi, con rồi, cuối cùng thì lên đĩa đôi, lên đồ chơi tùm lum hết. Thì con này thì nó biển Bến Tre và nó là xe 2021. Đi 9.000 cây và sẽ để cho anh em một cái giá nó là 47 triệu. 47 triệu. Với R15V3 thì anh em trả góp trả trước khoảng 12 triệu trở lên là được. Trả trước 12 triệu trở lên là được. Rồi, thì mình cũng thông báo sơ bộ vài dòng xe rồi. Thì anh em nào mà mình kết chiếc nào thì có thể alo cho mình nhé. Rồi, xin chào anh em ha. Okay.